Và bây giờ thầy sẽ hiện cho các em các động tác trong điệu múa chậu hạc về đầu xa. Đầu tiên chúng ta sử dụng động tác chân là theo nhịp hành thiện. Thầy làm mẫu cho các em xem. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Và động tác thứ hai là động tác đi qua trạm. Như vậy là chúng ta giặt đoạn giặt vào đầu tiên chúng ta sử dụng động tác hành thiện dòng chân tại chỗ và đi qua trạm. Bây giờ làm động tác đi qua trạm. 1 2 3 4 5 6 7 8 Như vậy tất cả chúng ta sẽ làm 16 nhịp. Thầy làm lại từ đầu động tác giặt vào cho các em xem. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Bây giờ vào động tác thứ nhất. Hai chân đứng đồng hàng ngang vai. Như vậy nghiêng về bên phải là chân trái, mũi chân trái duỗi thẳng. Nghiêng về bên trái, mũi chân phải duỗi thẳng. Như vậy là chúng ta kết hợp tay, hai tay đưa về bên trái, thấp ngang thắt lưng. Sau đó chúng ta làm qua bên phải ngang thắt lưng. Mặt thứ ba sẽ đưa cao tầm mắt của mình. Sau đó làm ngược về bên phải. Giờ thầy đã kết hợp tay và chân. 1 2 3 4 Sau đó qua động tác thứ hai, tay vẫn giữ nguyên động tác 1 và đi đều vòng bên trái của mình. 5 6 7 8 Động tác thứ 8 là chúng ta nhịp thứ 8 chúng ta sẽ bắt đầu chào xem như thích. Bây giờ thầy làm lại động tác ngoài thứ nhất và thứ hai cho các em xem. 1 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ 3, hai tay đưa cao. Thứ hai, dùng cổ tay lắc nhẹ và điều đi về phía bên phải trước. Người lắc nhẹ bên phải, bộ nhịp về bên trái bộ nhịp. Bây giờ thầy làm mẫu. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bây giờ ta nghiêng bên phải, bây giờ ta sử dụng động tác thứ ba. Giờ bàn nhớ là chân trái trước, mũi chân trái vuông góc chân phải. Như vậy ta đi, thầy sẽ làm mẫu cho em xem. 1 2 3 bộ đổi bên. 5 6 7 8 Như vậy là động tác đó ta làm 8 nhịp. Thầy làm lại cho em xem. 1 2 3 4 5 6 7 8 Điểm làm thứ tư, làm sóng biển. Hai chân trồng ngang vai, hai tay vuốt sóng biển, chân trái với tay trái lên trước. 5 6 7 8 Như vậy là chúng ta làm động tác thứ tư. Lại từ hai tay để trên vai, tay trái để trên vai, tay phải đưa cao, dầm chân tại chỗ vòng bên trái. 5 6 7 8 Tiếp tục động tác thứ sáu, chúng ta bước chân phải 4 bước và sử dụng động tác vuốt nhẹ hai bên. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 Sau đó chúng ta làm lại sóng biển. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy là hết điều múa. Bây giờ thầy làm lại các động tác trong điều múa. Em chú ý, đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng nghe nhạc vào và chúng ta bắt đầu dậm chân tại chỗ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy là toàn bộ điều múa. Thầy vừa múa mẫu toàn bộ, nhớ lại các động tác thầy được hướng dẫn. Và bây giờ các em sẽ xem các bạn chỉ huy Đà Nẵng là múa. Yeah.